14 năm chờ đợi khoảnh khắc một lần nữa vào đến trận tứ kết C1, chỉ để chứng kiến Mikel Arteta cùng với các học trò tiếp tục phải rời giải đấu trong sự cay đắng. Quả nhiên là một viễn cảnh chẳng thể nào nuốt trôi với những The Gunners. Sau trận thua đáng tiếc trước Hùm Xám với cách biệt chỉ là một bàn, huấn luyện viên Arteta đã phát biểu trong phòng họp báo với sự thất vọng tràn trề. Không khí trong phòng thay đồ của chúng tôi rất thất vọng. Tôi không thể tìm ra những lời thích hợp để an ủi họ. Tôi ước gì tôi có những điều đó. Chúng tôi đã phải trải qua nỗi đau. Chúng tôi đã cố gắng đối đầu với một đội bóng có nhiều kinh nghiệm và qua các trận đấu, cách biệt là rất nhỏ. Chúng tôi đã cho họ hai bàn thắng và đó là một lợi thế lớn ở trận lượt đi. Hôm nay bạn có thể thấy rằng cả hai đều không có sự xuất hiện nhiều của những sai lầm. Câu lạc bộ đã chơi mà không có Champions League trong 7 năm. Họ muốn có mặt ở bán kết và chung kết. Chúng tôi cũng muốn điều đó. Thật tệ, nhưng bạn có thể thấy ở nhiều câu lạc bộ khác rằng đôi khi phải mất 6 hoặc 7 năm để đạt đến giai đoạn đó. Nhưng chúng tôi rất gần và đó là thực tế. Đây là thời điểm để ở bên cạnh các cầu thủ và hỗ trợ họ. Chúng ta cần gắn bó với họ vì họ là những người đã đưa chúng ta đi trên hành trình này. Nếu là một fan của pháo thủ, chứng kiến thất bại tê tái của đội nhà trong hành trình ở đấu trường Premier League năm ngoái, chừng này có lẽ chưa là gì với fan cứng của câu lạc bộ này cả. Trận thua trước Bayern Munich đã là trận thua thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường của đội bóng đến từ phía Bắc London, là trận thứ 2 mà hàng công của họ không thể ghi được dù chỉ là một bàn thắng, cùng với một giai đoạn nửa sau hoàn toàn bị hủy diệt. Arsenal với thất bại, với nền tảng tâm lý chắc chắn chưa đủ vững vàng, có trận làm khách trước Wolverhampton ở vòng đấu thứ 34 cùng với mục tiêu là phải giành trọn 3 điểm. Bầy sói thì không phải là một đội bóng khó để đánh bại hiện nay khi mà xem như họ cùng với Fulham và Bournemouth đã hết mục tiêu chiến đấu. Nhưng ăn được điểm tại Molineux trong bối cảnh tâm trạng không thoải mái, nhìn chung cũng chẳng đơn giản. Trong trận đấu này, Mikel Arteta tạo nên 3 sự thay đổi với Leandro Trossard và Gabriel Jesus xuất hiện trên hàng tấn công. Tiền vệ cánh trái sẽ là Kivior thay cho Tomiyasu, Jorginho và Martinelli cũng đều được đặt lên băng ghế dự bị. Không khó đoán về sự áp đảo của những vị khách này từ những phút đầu, với mật độ dài đặc cỡ 5 phút một pha dứt điểm ở cự ly 20m đổ về. Cả 3 cái tên trên hàng tiền đạo đều đã thử sức, có cả Rice hay Odegaard. Đáng ra bàn thắng cần phải đến sớm hơn. Nhưng nhìn vào tỷ lệ ăn bàn ở những tình huống đó khi mà con số 10% còn chưa đạt đến thì thật khó trông đợi gì. Cú dứt điểm cận thành của João Gomes bên phía Wolverhampton ở phút 30 đã chạm vào xà ngang của Arsenal, qua đó gây thêm nhiều nỗi lo điểm kết đắng cay của việc tấn công nhiều mà chẳng thể ghi bàn. Để rồi Leandro Trossard cuối hiệp 1 hóa thân thành người hùng. Một cú sút trông có vẻ vội vàng của tiền đạo cánh người Bỉ đi thẳng vào góc chết khung gỗ với một lực vừa phải. Tác giả bàn thắng là Trossard cũng phải dành lời khen cho nỗ lực của Jesus với khả năng kiểm soát bóng giữa vòng vây của 3 cái bóng áo vàng rất ấn tượng. Tỷ số 1-0 là điểm kết cho hiệp 1 của màn so tài. Trong mùa giải năm nay thì một khi Arsenal dẫn trước, họ sẽ thường là đội đem về chiến thắng cuối cùng. Khi mà Wolverhampton không có tham vọng chiến đấu đủ lớn, hiển nhiên là họ không đủ khả năng để tạo nên sự trao đảo cần thiết. Nhưng cũng phải đến phút thi đấu thứ 90+5 thì Martin Odegaard mới có thể đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực trong vô vọng của đội chủ nhà. Một nỗ lực dứt điểm nhanh nhạy từ góc siêu hẹp gần đáy biên, nó thể hiện sự lạnh lùng và tư chất thủ lĩnh của tiền vệ chủ lực người Na Uy lên tiếng đúng lúc thế nào. Đây là một chiến thắng quan trọng đã tạm thời đưa Arsenal lên ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng cùng với một điểm nhiều hơn Man City đã nhiều hơn một trận. Họ, trên lý thuyết, vẫn còn nguyên cơ hội tiến tới danh hiệu vô địch Premier League. Nhưng như chúng ta cũng đã đề cập, một khi City đã chiếm được ngôi đầu ở nửa sau mỗi mùa giải từ khi Pep đến, họ sẽ tiến thẳng đến danh hiệu sau cùng. Những hy vọng từ cú sải chân của đối thủ thì vẫn còn ở đó. Vấn đề là với lịch thi đấu khó nhằn trong cuộc chiến tam vương, Arsenal sẽ phải duy trì chất lượng thi đấu khủng khiếp qua từng trận trước khi mơ xa đến những sự kiện có lợi cho mình sẽ tới. Sau thất bại trước Bayern Munich, thật may là không có một sự rụng rời nào trong những đôi chân của pháo thủ. Có thể hàng công chưa chạm đến đỉnh cao như thường thấy với những màn hủy diệt không tình người. Có thể Havertz đã lại được đưa về phía sau và đá hộ công. Rice lại phải đá tiền vệ trụ thay vì thực hiện nhiều những pha lao lên half space để tham gia ghi bàn. Rồi lại những cái tên quen thuộc xuất hiện ở tuyến đầu là Trossard và Jesus. Đây là những lựa chọn thỏa đáng của Arteta. Ngoài tác dụng xoay tua để hồi phục thể lực, còn là vấn đề tâm lý chiến và cải thiện mức độ cạnh tranh ở 11 cái tên ra sân ngay từ đầu. Ngoài hàng thủ gần như cố định, hàng tiền vệ và hàng công đem ra 3 người chắc suất là Saka, Odegaard và Rice thì không có ai được an toàn cả. Bằng cách này hay cách khác, nỗi buồn thua trận trước Bayern Munich sẽ chỉ được xuất hiện trong đúng ngày hôm đó.
Còn những buổi tập, những bài test và quá trình chọn lựa, ai muốn giành suất đá chính sẽ phải chứng minh được bản lĩnh. Cả 11 cái tên trong trận đấu gần nhất đều có màn trình diễn ở mức khá, vậy nên đây là điểm lành cho các cổ động viên pháo thủ hướng về mục tiêu còn lại trước mắt. Sau trận đấu thì Arteta đã có lại được sự hân hoan đầu tiên sau điểm gỡ tại C1. Hiện tại tôi không thể nói cho các bạn biết sự khác biệt là gì. Hiện tại chúng tôi đang chiến đấu cho giải đấu một lần nữa. Chúng tôi đã có trải nghiệm đầu tiên ở Champions League cho rất nhiều các chàng trai đó. Chúng tôi đã đi khá xa, chưa tiến xa như chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi vẫn muốn cải thiện rất nhiều. Đây là nơi chúng tôi muốn đứng, là vị trí đầu bảng. Chúng tôi đã thua nó tuần trước trên sân nhà trước Aston Villa. Chúng tôi không đáng để mất nó, nhưng bây giờ chúng tôi đang đứng đầu ít nhất trong một ngày. Vì vậy, hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Về phần những bình luận viên trên đài Sky Sports, Jamie Redknapp còn khẳng định rằng đây là chiến thắng quan trọng nhất của pháo thủ trong mùa giải năm nay. Chẳng phải những trận thắng dễ dàng 5-6 bàn có được giai đoạn trước, Arsenal vừa phải rẽ nhánh qua một bước ngoặt khác trong mùa giải năm nay, nơi mà Premier League là điểm đến, là cái đích cuối cùng cho mọi nỗ lực. Nếu không thì mùa giải năm nay xem như đổ sông đổ bể, không còn thỏa mãi được như những trận đấu diễn ra vào tháng 3. Một khi thầy trò Mikel Arteta đối mặt với sự đáng sợ sâu thẳm, sức ép tâm lý thì như năm ngoái, những sai lầm đã kéo đến không thể cứu chữa. Chiến thắng này rất quý giá, có thể trở thành cột mốc để Arsenal hướng đến việc đập vỡ cái chuông, phá bỏ cái chai đã chứa mình trong mùa giải trước. Đây thực tế mới chỉ là khởi đầu cho hàng loạt những cơn bão ở trước mắt. Chelsea sẽ là đối cứng đầu tiên của pháo thủ cho chặng nước rút còn lại ở Premier League mùa này, khi mà thầy trò Mauricio Pochettino đã chính thức trắng tay với màn trình diễn đáng tiếc trước Man City. Có lẽ họ sẽ khó mà đem tới chất lượng thi đấu khủng khiếp như trước các đội bóng lớn một lần nữa. Sau Chelsea sẽ là Tottenham Hotspur. Sau Tottenham Hotspur thì đối thủ đáng gờm nhất chờ đợi họ sẽ là Manchester United ở vòng đấu áp chót. Không một thất bại nào là được phép trong giai đoạn này cả. Không một sai lầm nào được mắc phải để rồi tất cả mọi nỗ lực tan thành mây khói. Arsenal sẽ phải làm tốt cho phần việc của mình sau chiến thắng quan trọng 2-0 cho Wolverhampton để có thể mơ mộng về một cú sải chân lịch sử của thầy trò Pep Guardiola. Và còn đó cả Liverpool nữa, phong độ của họ dạo này gặp vấn đề, nhưng sự cạnh tranh cho ngôi vô địch thì cũng không phải vì vậy mà bị xem thường. Xét cho cùng, để biến mùa giải đang vô cùng khắc nghiệt này trở thành một năm đáng nhớ, ngoài yếu tố may mắn, Arteta cùng với các học trò sẽ phải tự biết trục vớt chính mình. Họ sẽ phải hướng đến từng điểm số tối đa, từng vòng đấu với những dư vị quen thuộc. Còn sau cùng điều gì chờ đợi sau đó, chưa cần nghĩ tới ngay làm gì. Nói trước, để rồi lại bước không qua thì buồn lắm.